biết là anh thích nhìn em cười lắm không? Phải chi em cười như vậy mỗi ngày cho anh thì vui biết mấy nhỉ? Đúng là chẳng có gì để giải quyết với một người con nít như thế cả. Gì? Ông là ai con nít? Thì tôi con nít vậy đó. Cho nên là tôi không có hiểu được những cái lý lẽ mà đạo lý người lớn với người. Cho nên là không có chuyện gì để giải quyết nữa đó. Đã con nít lại còn cứng đầu khó bảo. Thì tôi cứng đầu đó, tôi bướng bỉnh đó. Vậy ông đi kiếm mấy người mà ngoan ngoãn á, chịu nghe lời ông á, ông quen đi. Bánh không ngon hả em? Giờ nào, 5, 6, 7 đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di chuyển. Trời ơi, sao sai hoài vậy? Cái chỗ gì? Này của bà Ly mà. Anh nói ai coi ai là cái rốt của vũ trụ hả? Anh quá đáng lắm rồi đó. Anh đừng có nghĩ là tôi không dám. Thôi nào. Hôm qua đây đi, hôm qua đây. Bình tĩnh lại, nghe mấy người làm gì lớn tiếng như vậy. Qua bên này đứng cùng tôi đây. Nghe. Thôi được rồi, đi tới rồi, mọi người tập đi. Thôi đi kêu ô tới rồi, giờ tụi mình tập luôn đi ha. Vô rồi, đi đi. Được. Được rồi, kìa, được rồi kìa. Làm vậy. Anh có ngon á thì kiếm người nào thay thế cái chỗ của tôi nè. Hả?